siêu âm Doppler trong sản khoa không có gì là quá phức tạp, chỉ có một số chỉ số cần phải đo như Doppler động mạch tử cung, động mạch rốn của thai nhi, động mạch não, Doppler ống tĩnh mạch, phát hiện những thai chậm phát triển trong tử cung. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về siêu âm Doppler. Hiệu ứng Doppler được ông Christian Doppler người Áo phát hiện ra lần đầu tiên vào năm 1848. Về nguyên lý là do sự thay đổi tần số của sóng âm hay ánh sáng khi có sự dịch chuyển của một phát một sóng siêu âm vào một nhận. Dựa trên cơ sở đó để tính ra vận tốc từ một phát siêu âm đến một nhận. Năm 1977, siêu âm Doppler lần đầu tiên được áp dụng trong ngành sản khoa. Năm 1980 đến 1990, là thời điểm siêu âm Doppler phát triển nhất ở các nước trên thế giới. Được ứng dụng tại Việt Nam vào khoảng năm 1992-1993, siêu âm Doppler được đưa vào trong sản khoa. Có bốn kiểu siêu âm Doppler đang dùng trong siêu âm chẩn đoán hiện nay là siêu âm Doppler liên tục, thường dùng trong siêu âm tim, Doppler sung để đo thiên thai, Doppler màu có hai tác dụng là xác định được mạch máu và hướng dòng chảy. Hướng dòng chảy có màu đỏ là đi về phía đầu giò, còn những dòng chảy màu xanh là đi ra xa đầu giò. Lưu ý, màu đỏ và màu xanh không phải là động mạch mà tĩnh mạch. Nếu biết được hai màu đó sau làm siêu tim Doppler tim của thai sẽ xác định được đâu là tĩnh mạch phổi, đâu là động mạch phổi, đâu là động mạch chủ. Động mạch chủ bao giờ cũng hướng về phía mỏm tim. Và cuối cùng là siêu âm Doppler tăng cường năng lượng. Doppler tăng cường năng lượng làm tăng độ nhạy của hiệu ứng Doppler lên rất nhiều. Các dòng máu đều có một màu dù chảy đi hay chảy đến. Trong sản khoa hay dùng Doppler tăng cường năng lượng khi muốn tìm mạch máu mất cấp dòng chảy lớn, ví dụ như động mạch não giữa hoặc động mạch thận. Trong trường hợp muốn kiểm tra thai nhi thiểu sản thận không, ta đưa Doppler tăng cường năng lượng và động mạch chủ sát cột sống sẽ thấy hai động mạch thận đi sang hai bên. Doppler duplex trong sản khoa ít dùng, hoặc Doppler mô hay còn gọi là tissue Doppler hay dùng trong siêu âm tim để đánh giá sự co bóp của cơ tim. Trong sản khoa có một chỉ số nữa phải biết. Cho đến nay ta vẫn thường dựa vào chỉ số rốn hoặc chỉ một chỉ số Doppler đơn thuần để đánh giá sức khỏe của thai nhi. Nhưng trên thế giới, để đánh giá sức khỏe của thai nhi dựa vào 5 chỉ số ta theo well-being, bao gồm 1. Cử động thai nhi, 2. Đo các chỉ số vật lý, 3. Siêu âm Doppler, 4. Đo chỉ số nước ối. Chỉ số vật lý hay là BBB, cái tắt của Biophysical Profile, tức là chỉ số sức khỏe của thai nhi, bao gồm 5 yếu tố. 1. Điện sinh lý của tim thai, cardiotocography hay trong sản khoa gọi là monitoring chính là CTG. Nhịp monitoring là bình thường khi thai thay đổi nhịp tim thai trên 15 nhịp trên 1 phút và kéo dài ít nhất 15 giây trong 20 phút. Làm monitoring ít nhất phải ghi trong vòng 20 phút và tiêu chuẩn bình thường là tối thiểu phải có một lần thay đổi nhịp tim thai trên 15 nhịp. Có sự thay đổi monitoring cho hai điểm, không có thì không điểm. 2. Nhịp thở thai nhi. Yêu cầu làm siêu âm tối thiểu trong 30 phút. Nhịp thở thai nhi trong vòng 30 phút. Ít nhất cử động cơ hoành là 30 giây trên 30 phút. Đánh giá sự cử động. 2 điểm, không có cử động là không điểm. 3. Cử động thai. Có ít nhất 4 cử động tay hoặc chân có thể nhìn thấy. Em bé mở bàn tay, sấp ngửa hoặc co. Quan sát trong vòng 30 phút mà thai không cử động thì nguy cơ gây bại não rất cao hoặc có rối loạn về vận động. 4. Thai nhi có cử động cong người lại, thai gập, thai xoay hoặc có cử động nắm bàn tay. 5. Chỉ số nước ối. Trong đánh giá về sức khỏe của thai nhi chỉ quan tâm tới một vùng nước ối không có dây rốn trên 2 cm
được coi là bình thường. Nếu có được 2 điểm, không có được 0 điểm, chỉ có 0 và 2 chứ không có 1 điểm. Đánh giá chỉ số PPP trên 8 điểm là tình trạng thai bình thường. Ví dụ như khi nghi ngờ suy thai mà chỉ số PPP trên 8 điểm với thai trên 28 tuần thì chỉ cần 2 tuần khám thai lại một lần. Nếu chỉ số Manning 8 trên 10 điểm cộng với tiểu hồi khoảng hồi dưới 2 cm là suy thai mãn trong buồng tử cung, 6 trên 10 điểm là test không rõ ràng, tức là nhìn trên monitoring thấy nhịp tim thai ít dao động, trên siêu âm vẫn thấy có cử động của cơ hoành của tay chân, thì nên làm lại test sau 24 giờ. Chỉ số Manning 4 trên 10 điểm là tình trạng thiếu oxy của thai nhi trong tử cung, nên đình chỉ thai nghén, vì nếu để sau 24 đến 48 giờ thì thai có nguy cơ chết trong tử cung. Nhỏ hơn 2 điểm thì nên giải thích cho người nhà về mổ lấy thai. Người ta đã nghiên cứu chỉ số PV dưới 2 điểm, có lấy thai ra thì thời gian em bé sơ sinh phải nằm điều trị hồi sức tích cực kéo dài tối thiểu 2 tuần và tiên lượng bại não hoặc chậm phát triển trí tuệ sau này rất cao. Siêu Doppler các mạch máu của thai nhi thì có các mạch máu để khảo sát sau: một, động mạch não giữa; hai, động mạch cảnh gốc; ba, động mạch chủ; bốn, động mạch thận; năm, động mạch rốn; sáu, ống tĩnh mạch. Trong đó hay làm nhất trong sản khoa là động mạch não giữa, động mạch rốn và ống tĩnh mạch. Đặc biệt là động mạch não giữa và động mạch rốn chỉ phân tích Doppler và bệnh lý như thế nào là bình thường, còn ống tĩnh mạch tương đối khó. Nhưng chỉ số Doppler của ống tĩnh mạch rất có giá trị trong chẩn đoán thai chậm phát triển và đánh giá nguy cơ thai chết trong buồng tử cung. Có 3 chỉ số dùng để phản ánh tốc độ của dòng chảy: một, chỉ số trở kháng RI; hai là chỉ số Poiseuille sẽ bằng chỉ số tối đa của tâm thu trừ đi tâm trương trên tâm thu; hai, chỉ số PI pulsatility index bằng đỉnh tối đa của tâm thu trừ đi tâm trương trên trung bình; ba, chỉ số S/D là chỉ số tâm thu trên tâm trương. Trước đây trong sản khoa thường quan tâm đến chỉ số RI, nhưng nay chủ yếu đánh giá chỉ số sung PI và chỉ số S/D. Đây là biểu đồ mô tả thế nào là S và thế nào là D. S là tối đa của tâm thu, D là tối thiểu của tâm trương. S/D bằng tâm thu trên tâm trương. Chỉ số PI thường dùng trong nghiên cứu và chỉ số trở kháng trong sản khoa hiện nay ít dùng. Đây là phổ Doppler động mạch rốn. Khi tuổi thai dưới 28 tuần thì đỉnh tâm thu cao và nhọn, tức là lòng động mạch rốn nhỏ, do đó vận tốc dòng chảy đi qua lòng động mạch rốn cao, còn đỉnh tâm trương thấp. Thai gần một tháng thì đỉnh tâm trương cao, lòng động mạch rốn rộng ra, dẫn đến tuần hoàn trong lòng động mạch rốn dễ. Nếu thai trên 28 tuần mà chỉ số tâm trương thấp thì có vấn đề nào đó như là chèn ép ở dây rốn, ví dụ em bé bị dây rốn quấn cổ nhiều, hoặc bản thân của động mạch rốn có ít khối cũng làm cho tuần hoàn dòng chảy trong lòng động mạch rốn trở nên khó khăn và vận tốc sẽ tăng lên. Khi đó Doppler máy sẽ hiện lên một loạt các chỉ số RI là trở kháng, thứ hai là chỉ số S/D và thứ ba là chỉ số PI. Đây là chỉ số Doppler của động mạch rốn bình thường. Thai càng gần đủ tháng thì sốc tâm trương càng cao, tâm thu ngày càng thấp. Với động mạch não thì ngược lại. Chỉ số Doppler động mạch rốn có giá trị đánh giá bão hòa oxy trong máu thai nhi cho đến 34 tuần. Sau 34 tuần không sử dụng động mạch rốn để đánh giá sức khỏe thai nhi nữa, vì sau 34 tuần Doppler của động mạch rốn ít có giá trị, trừ khi có đảo ngược dòng tâm trương trên phổ Doppler của động mạch rốn, sóng tâm trương đi xuống dưới hay giúp tâm trương đảo ngược hoặc bằng không.
Trong ba chỉ số của động mạch chuột, chỉ số S trên D là quan trọng nhất. Chỉ số Doppler của động mạch chuột có giá trị đánh giá bão hòa oxy trong máu thai nhi cho đến 34 tuần. Sau 34 tuần, không sử dụng động mạch chuột để đánh giá sức khỏe thai nhi nữa. Vì sau 34 tuần, Doppler của động mạch chuột ít có giá trị, trừ khi có đảo ngược dòng tâm trương trên phổ Doppler của động mạch chuột, sóc tâm trương đi xuống dưới hay dốc tâm trương đảo ngược hoặc bằng không. Trong ba chỉ số của động mạch chuột thì chỉ số S trên D là quan trọng nhất. Chỉ số S trên D của động mạch chuột giảm dần theo tuổi thai. Thai càng gần đủ tháng, chỉ số S trên D càng thấp. Điều này nói lên tuần hoàn trong lòng của động mạch rốn với thai càng gần đủ tháng, tuần hoàn càng dễ, lòng động mạch rốn càng ngày càng rộng ra. Chỉ số S trên D của động mạch rốn giảm dần theo tuổi thai. Theo William, chỉ số S trên D bằng 4 lúc thai 20 tuần, bằng 3 lúc thai 30 tuần, bằng 2 lúc thai 40 tuần. Tóm lại, chỉ số S trên D luôn nhỏ hơn 2,6 ở tuổi thai từ 30 đến 40 tuần. Chỉ số S trên D được coi là bất thường nếu vượt quá 95% trên biểu đồ đường cong chuẩn, tức là trên máy siêu âm đã cài công thức để tính chỉ số S trên D theo tuổi thai. Ví dụ, tính S trên D của thai 31 tuần bằng 2,6 thì trên máy sẽ chấm vào một điểm ở trên đường biểu đồ. Khi report ra sẽ có biểu đồ. Nếu bất thường nằm trên vách phân vị từ 95, giống như biểu đồ đo cân nặng và đường kính lưỡng định, sẽ chấm luôn trên đó. Tất cả máy siêu âm bây giờ đều có biểu đồ chuẩn của giới hạn tối đa 95% và giới hạn tối thiểu 5%. S trên D tăng là do dốc tâm trương ngày càng thấp, chứng tỏ dòng chảy trong lòng động mạch rốn bị cản trở. Trường hợp nặng nhất là sóng tâm trương không nhìn thấy, giúp tâm trương bằng không. Khi S trên D tăng có hai khả năng. Thứ nhất, có vấn đề cản trở, thường là do huyết khối trong lòng mạch rau hoặc là dây rốn bị chèn ép. Thứ hai là do suy thai. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuần hoàn của động mạch rốn hay là chỉ số S trên D. Thứ nhất là nhịp thở của thai nhi. Đo Doppler trong lúc em bé thở, thấy sóng không đều, đang thấp tự dưng cao lên, hoặc vị trí bắt phổ trên dây rốn. Đo Doppler động mạch rốn tiêu chuẩn là cách khoảng cách ít nhất 2 cm từ chỗ dây rốn cắm vào bánh rau hoặc là từ thành bụng của thai nhi. Tại sao phải đo như vậy? Vì đo sát về bánh rau quá thì đấy là tuần hoàn của người mẹ chứ không phải tuần hoàn của động mạch rốn. Nếu đo sát về cuống rốn chủ cắm vào thai thì là phổ Doppler của động mạch chủ của thai nhi chứ không phải là tuần hoàn phía trong dây rốn. Thứ ba, có thể ảnh hưởng đến chỉ số S trên D, đó là độ quạnh của máu thai nhi, độ co giãn của thành mạch, nhịp tim thai và cuối cùng là độ co thắt của cơ tim được phản ánh trong thị tâm trương và tâm thu. Các nguyên nhân gây ra mất hay đảo ngược sóng D hoặc dốc tâm trương bằng không. Thứ nhất, thai chậm phát triển trong tử cung. Thứ hai là trong trường hợp dọa đẻ non do cơ tử cung co bóp nhiều, làm cho lượng oxy đến bánh rau ít. Thứ ba là thiếu ối. Nếu không có nước ối thì phần thai sẽ sát vào thành tử cung và bánh rau thì dây rốn cũng sẽ bị chèn ép. Thứ tư là tiền sản giật. Mẹ tăng huyết áp hoặc có huyết khối tiền sản giật sẽ gây nên huyết khối trong lòng mạch rau. Các nguyên nhân khác gây thiếu oxy thai nhi cấp tính như rau non hoặc thai nhi bị thiếu máu dẫn đến tuần hoàn bất thường. Đây là một số hình ảnh của Doppler của động mạch rốn. Đây là phổ Doppler động mạch rốn bình thường, giúp tâm trương cao. Đây là hình ảnh bắt đầu tăng vận tốc dòng chảy ở trong lòng động mạch rốn. Thấy đỉnh tâm thu cao và nhọn.
dốc tâm trường bằng không. Đây là hình ảnh dốc tâm trường đảo ngược. Trong trường hợp dốc tâm trường đảo ngược với thai trên 34 tuần thì nên lấy ra. Với thai khoảng 30 tuần, nếu lấy thai ra thì tiên lượng cũng rất xấu. Trong trường hợp dốc tâm trường bằng không với thai trên 34 tuần thì nên lấy thai ra. Với thai 30 tuần, chỉ số RI hoặc SND khoảng 4 thì ta căn cứ vào chỉ số vật lý Biophysical Profile. Hỏi người mẹ xem thai có đạp nhiều không. Nếu thai đạp ít, chứng tỏ thai thiếu oxy. Nếu thai vẫn đạp bình thường, ta cho làm monitoring. Nhìn thấy monitoring bình thường thì có thể đang làm siêu âm trong lúc dây rốn bị chèn ép. Tốt nhất một ngày sau chúng ta làm lại siêu âm Doppler. Trường hợp này có thể do thai cử động nhiều hoặc do thiểu ối. Theo kinh nghiệm thì tất cả những trường hợp thiểu ối thì thai không đạp nhiều. Nếu có suy thai mà chỉ số Doppler của động mạch rốn thế này thì cần siêu âm Doppler 2 lần một tuần, một lần vào đầu tuần và một lần vào cuối tuần. Nếu thai ít cử động mà làm Doppler động mạch rốn thấy bình thường thì vẫn phải nên để ý, vì thai ít cử động nguy cơ bị bại não rất cao. Những trường hợp xấu, phụ tâm trường đảo ngược, nhìn thấy dốc tâm trường nằm dưới đường đặc điện, nên đình chỉ thai nghén, tức là phải mổ, không được gây chuyển dạ. Trong những trường hợp này, vì khi gây chuyển dạ có những cơn co tử cung thì thai sẽ chết. Nếu làm Doppler động mạch rốn mà gặp như vậy thì hay gặp trong trường hợp thai chậm phát triển trong tử cung. Những trường hợp suy thai cấp trong chuyển dạ gần như không gặp phụ Doppler này. Trường hợp đảo ngược như vậy, ta phải làm Doppler ống tĩnh mạch. Nếu thấy bất thường thì tiên lượng rất xấu. Còn động mạch rốn mà có dốc tâm trường nằm dưới đường đặc điện hay đảo ngược như vậy mà Doppler ống tĩnh mạch bình thường thì khả năng tiên lượng tốt khi lấy thai ra. Hiện nay có một yêu cầu nữa trong siêu âm Doppler là phải chẩn đoán được dây rốn quấn cổ. Đặt đầu dò siêu âm vào vùng gáy của thai nhi, hoạt hóa cùng định vị màu lên. Nhìn mặt cắt ngang, thấy dây rốn nằm ở phần gáy của thai nhi. Còn một cách nữa là quay ngang sang bên cổ, thấy vùng Doppler màu chảy xuống dưới là mắt qua cổ. Nhìn trên mặt cắt có thể chẩn đoán được mấy vòng. Cắt ngang qua vùng cổ, thấy có dây rốn quấn quanh. Đây là một vòng dây rốn quấn cổ. Đây là cằm của thai nhi. Đây là sơ đồ mô tả. Chẩn đoán dây rốn quấn cổ không khó. Cứ để ý nhìn vào gáy của thai nhi cắt ngang là thấy có dây rốn quấn cổ. Thậm chí siêu âm không màu cũng nhìn thấy được. Đây là hình ảnh siêu âm Doppler của động mạch não giữa. Động mạch não giữa bắt đầu từ động mạch cảnh trong, chui qua nền của xương đá, đi lên phía trên tạo thành động mạch não giữa. Thân của động mạch não giữa chủ yếu nằm trên cảnh của xương bướm và là một trong những thành phần của đa giác Willis. Trong đa giác Willis, đo bất cứ mạch máu nào cũng được, ví dụ như đoạn gân là động mạch cảnh trong, phía trước là động mạch não trước, đây là động mạch não giữa. Phần nối là nhánh thông. Đây là động mạch não sau. Thậm chí ta không bắt được động mạch não giữa thì ta đo động mạch não sau cũng được. Sau có những nghiên cứu sâu hơn về chiều kháng của đoạn gân và đoạn xa của động mạch não giữa. Đây là đoạn gần và đây là đoạn xa. So sánh chỉ số chiều kháng của đoạn gần so với đoạn xa, tỷ lệ đoạn gần so với đoạn xa để đánh giá mức độ suy thai. Trước hết cần biết vị trí đo động mạch não giữa ở đâu, cách xác định động mạch não giữa như thế nào. Qua mặt cắt lưỡng định của thai nhi, đưa đầu dò xuống phía dưới một chút. So với mặt cắt lưỡng định, sẽ thấy hai cánh của xương bướm màu trắng chạy hai bên. Khi thấy hai cánh xương bướm, tốt nhất là đưa Doppler tăng cường năng lượng thì độ nhạy cao sẽ bắt được động mạch não giữa. Nếu đưa Doppler sung, lại phải đưa velocity là dòng chảy lên rất cao vì vận tốc dòng chảy
trong động mạch não cao hơn động mạch rốn rất nhiều. Để bắt được nó thì vận tốc dòng chảy của Doppler xung phải lên cao bằng với vận tốc dòng chảy hiện tại của động mạch não giữa thì mới bắt được. Tức là lúc đó mới nhìn thấy dòng máu màu xanh đỏ thì mới đo được. Vậy muốn đo động mạch não giữa thì nên dùng Doppler tăng cường năng lượng. Cách nhìn động mạch não giữa: khi cắt được mặt cắt qua đường lưỡng đỉnh thì động mạch não giữa rất dễ hạ đầu giò xuống một chút. Khi thấy hiện lên hai đường trắng của cánh xương bướm thì dừng lại và hoạt hóa Doppler tăng cường năng lượng, sẽ thấy được đa giác Willis. Trong đa giác Willis hay đo động mạch não giữa, vì trong tất cả các mạch máu của đa giác Willis, động mạch não giữa dễ xác định nhất do gồm cánh của xương bướm. Cách đo động mạch não giữa: khi tìm được đa giác Willis, đặt cửa sổ Doppler có độ rộng từ 1 đến 2 cm, không đặt là 3 cm vì sẽ không đo được. Động mạch rốn cũng vậy, cửa sổ Doppler luôn từ 1 đến 2 cm, nhỏ hơn 1 cm cũng không được vì sẽ bắt vào lòng mạch quá hẹp dẫn đến không đo được. Đưa cung định vị vào, đưa cửa sổ Doppler vào mạch máu, chỉnh ghét ở trên máy siêu âm từ 1 đến 2 cm, hoặc để 1 hoặc để 2. Góc alpha là góc tạo bởi hướng dòng sóng siêu âm từ đầu giò đi đến và dòng chảy của mạch máu. Góc alpha luôn nhỏ hơn 30 độ mới phân tích được. Thứ tư là vận tốc dòng chảy để từ 70 cm trên giây trở xuống. Chế độ đặt này áp dụng cho cả động mạch não giữa, động mạch rốn và ống tĩnh mạch. Gần đây người ta khuyên khi bấm vào siêu âm Doppler xung mà hiện lên sóng ở trên màn hình để dễ phân tích nhất, từ 3 cho đến 6 cột. Chỉnh ở trên máy siêu âm có nút speed, chỉnh tốc độ khung của cửa sổ Doppler trên màn hình từ 3 đến 6. Đây là hình ảnh đo Doppler động mạch não giữa, góc để 0 độ là sai, hết đặt từ 1 đến 2 cm, góc alpha dưới 30 độ. Khi đưa Doppler xung vào sẽ hiện ra phủ Doppler. Đây là vị trí của đường đẳng điện, nếu đường đẳng điện nằm ở vị trí trung bình, nhiều trường hợp đỉnh lập trường sẽ bị cắt cụt và hiện ra một phần ở hướng ngược lại. Hạ đường đẳng điện thấp xuống để thấy phần dơ kéo dài, phần âm ít đi. Muốn xem phần âm nhiều thì nâng lại lên. Trường hợp cần quan sát phần âm nhiều là khi cần chẩn đoán có hở van hai lá, van ba lá không. Trong các chỉ số Doppler của động mạch não giữa cũng có chỉ số RI, chỉ số SD và chỉ số PI. Nhưng thường chỉ quan tâm đến chỉ số SD. Lưu ý, chỉ số SD động mạch não giữa luôn luôn lớn hơn 2,8 ở bất kể tuổi thai. Đây là một số hình ảnh Doppler động mạch não, động mạch rốn có suy thai phân phối lại tuần hoàn. Tức là ở trên Doppler động mạch rốn thì có dốc tăng trương bằng 0, RI bằng 1. Trên động mạch não thì có phủ tăng trương cao. Hình tái Doppler động mạch não ngược lại động mạch rốn. Động mạch rốn dốc tâm trương càng cao càng tốt, còn động mạch não giữa dốc tâm trương càng thấp càng tốt. Tức là phản ánh khi em bé bình thường vận tốc dòng chảy trong động mạch não giữa rất cao. Khi thai có biểu hiện suy về mặt sinh lý sẽ có sự phân phối lại tuần hoàn. Thai lấy oxy ở vùng ngoại vi thận hoặc các cơ để về nuôi não. Động mạch não giãn ra để lấy thêm oxy. Động mạch não giãn ra thì tâm trương sẽ cao. Sau 34 tuần đo Doppler động mạch não giữa thì chỉ số SD bé nhất bằng 2,8. Nếu nhỏ hơn 2,8 thì có thể có suy thai.
đo Doppler ống tĩnh mạch, hai ống Arantivis từ tĩnh mạch rốn qua ống tĩnh mạch đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Ống tĩnh mạch dài khoảng 0,5 cm. Để có thể xác định được, nên siêu âm khi thai nhi ở tư thế như thế này. Khi hoạt hóa phổ màu tĩnh mạch rốn, ta sẽ thấy nó có màu xanh đỏ xen kẽ. Ta sẽ đo ở đoạn đó. Đây là sơ đồ mô tả ống tĩnh mạch từ tĩnh mạch rốn đi qua ống tĩnh mạch đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Hiện nay hay đo nhất là ống tĩnh mạch trong 3 tháng đầu, hoặc trong trường hợp suy thai hoặc thai chậm phát triển trong tử cung. Ống tĩnh mạch được đổ vào từ tĩnh mạch rốn, sau đó xuống tĩnh mạch chủ dưới. Doppler ống tĩnh mạch cần quan tâm đến sóng A là sự co bóp của tâm nhĩ, phải luôn nằm trên đường đặc điện. Nếu sóng A nằm dưới đường đặc điện, tức là thai đang bị ngạt, nguy cơ thai chết trong tử cung rất cao. Đây là phổ Doppler ống tĩnh mạch tương đối đặc trưng. Nếu đo vào tĩnh mạch gan của thai thì không bao giờ có dạng sóng như thế này. Chỉ có ống tĩnh mạch mới có dạng sóng như vậy. Khi bắt vào bất kỳ mạch máu nào trong gan mà nhìn thấy phổ như vậy thì chắc chắn là ống tĩnh mạch. Đây là trường hợp bất thường của Doppler ống tĩnh mạch. Sóng A nằm ở dưới. Lưu ý, co bóp của tâm nhĩ luôn luôn nằm trên đường đặc điện. Một Doppler nữa mà trong sản khoa hay dùng là Doppler động mạch tử cung. Động mạch tử cung là nguồn cung cấp máu chính cho thai nhi và bánh rau. Động mạch tử cung được tách ra từ động mạch chậu trong hai bên trong thời kỳ thai nghén từ tuần thứ 13 đến 20, có sự xâm nhập từng đợt của các tế bào nuôi vào trong lòng động mạch tử cung. Trong các trường hợp tiền sản giật thì không có sự xâm nhập này. Đây là hình ảnh của động mạch tử cung. Đây là động mạch chậu trong. Động mạch tử cung tách ra từ động mạch chậu trong, sau đó đi dọc theo thân tử cung tạo thành các nhánh xoắn, cấp máu cho thân tử cung đi đến vùng sừng tử cung được kết nối với động mạch buồng trứng. Trở kháng của động mạch tử cung thấp hơn động mạch buồng trứng. Vị trí tìm Doppler động mạch tử cung ở hai bên hồ chậu. Khi siêu âm động mạch tử cung, đặt đầu dò và nếp lằn bẹn hoặc hóa khung màu lên sẽ nhìn thấy động mạch tử cung bắt chéo với động mạch chậu. Vệt màu xanh là tĩnh mạch chậu. Động mạch tử cung bắt chéo phía trước. Đo vào mạch máu bắt chéo trước động mạch chậu. Cách đo là mở khung cửa sổ Doppler 1 đến 3 cm, góc alpha nhỏ hơn 30 độ, vận tốc dòng chảy từ 3 đến 6 sóng. Trong trường hợp thai nghén bệnh lý do có sự giảm chuông giãn của lòng động mạch tử cung dẫn đến tăng trở kháng ngoại biên và giảm tưới máu tuần hoàn tử cung, làm cho phức hợp tâm trương tăng dần lên. Ở tuần thứ 20 xuất hiện vết khuyết tiền tâm trương hay dấu hiệu nốt ở vị trí dốc xuống của dòng tâm trương. Nguyên nhân của dấu hiệu nốt là do xuất hiện dòng chảy ngược chiều. Do lòng động mạch tử cung hẹp thì dòng máu đi qua sẽ bị cản trở và xuất hiện dòng phụt ngược lại, sẽ nhìn thấy dấu hiệu nốt. Dòng phụt ngược lại làm cho phổ Doppler động mạch tử cung bị khuyết. Vết khuyết có thể tồn tại một cách sinh lý cho đến tuần thứ 26. Sau tuần 26 vẫn nhìn thấy dấu hiệu nốt, phải nghĩ đến trường hợp tiền sản giật hoặc cái thai có nguy cơ chậm phát triển trong tử cung hoặc suy bánh rau. Nếu siêu âm tuần thứ 20 có dấu hiệu nốt thì hẹn bệnh nhân 26 tuần xem lại xem có còn hay không. Đây là hình ảnh Doppler động mạch tử cung bệnh lý. Chỉ số trở kháng RI
của động mạch tử cung sau 28 tuần thường nhỏ hơn 0,58, còn chỉ số S trên D luôn nhỏ hơn 2,6, chỉ số PI lớn hơn 1. Sự thay đổi bệnh lý của động mạch tử cung nó lên tình trạng thai chậm phát triển trong buồng tử cung, bệnh tiền sản giật và rau bong non. Ta thấy dấu hiệu nốt rất điển hình. Nếu thai phụ tiền sử có tiền sản giật từ tuần 20 đến 22, siêu âm thấy có dấu hiệu nốt thì nên điều trị thuốc chống đông như aspirin liều thấp hoặc numerox. Chỉ đợi đến tuần thứ 26 khi là con so hoặc không có tiểu sử gia đình tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì. Đây là hình ảnh Doppler động mạch tử cung. Hình ảnh trên là bình thường, hình ảnh dưới là bất thường. Doppler động mạch tử cung không cần thiết phải đo, chỉ cần xem có nốt không và nhìn sóng tâm trương có cao hay không. Nếu sóng tâm trương cao nên kiểm tra lại vào tuần thứ 26. Nếu có nốt thì nguy cơ tiền sản giật sẽ rất cao. Nếu Doppler động mạch tử cung cả hai bên đều có nốt thì thai nhi chỉ được tối đa là 2,6 kg, kể cả không có tiền sản giật. Vì dòng máu đến tử cung ít thì thai không thể lớn được. Từ tuần thứ 30 trở đi thì không có đo Doppler động mạch tử cung vì ít có giá trị tiên lượng dù có bệnh lý hay không.